chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh FAI TV. Với vài năm trước đây thì những chiếc xe carbon như là những chiếc xe cao cấp carbon sử dụng các một số cao cấp như đều RXT, đại loại là những phần cao cấp, thì là một chiếc xe mơ ước ngay cả của tôi lẫn của các khán giả hay những người chơi xe, bởi vì những chiếc xe đó với giá rất là đắt, vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên ở thời gian gần đây, chính xác là một năm gần đây, thì những chiếc xe carbon đó, những hãng nổi tiếng đã tung ra thị trường những chiếc xe carbon với mức giá rất hợp lý, rất phải chăng. Đây là một lợi thế, một thời điểm thích hợp để cho người tiêu dùng có thể lựa chọn những chiếc xe carbon và cấu hình cao cho mình. Và ngày hôm nay F3 cũng sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu xe carbon với mức giá chỉ trên dưới đầu số 1 thôi, tức là khoảng trên dưới 10 triệu thôi. Thì các bạn có thể hôm nay xin mời các bạn hãy đi xem một vòng chiếc xe trước khi chúng ta đi vào review xem nó là chiếc xe gì nhé. Xin mời các bạn. Như vậy là các bạn vừa đi xem một vòng cái mẫu xe mà chúng tôi muốn đưa đến ngày hôm nay. Nó chính là mẫu xe của hãng Twitter mang thương hiệu của Đức. Cái mã xe mà hôm nay chúng ta review đó chính là chiếc Leopard 2.0. Với cấu hình nhìn qua thì nó là khung full carbon 18K. Full carbon, thụt là thụt hơi nha các bạn nhôm. Trước khi vào chi tiết thì tôi muốn các bạn vào xem chi tiết về phần khung trước nhé. Xin mời các bạn. Như vậy là các bạn đã vừa đi xem một vòng chiếc xe Twitter rồi. Thì tôi bật mí đó là chính là chiếc xe Twitter, một thương hiệu của Đức. Và cái mã hôm nay chúng ta review đó chính là chiếc Twitter Leopard 2.0. Đây là một chiếc xe tổng quan thì nó là chiếc xe khung carbon. Theo thông số của nhà máy đó chính là carbon 18K, sử dụng full khung là 18K carbon và sử dụng các một số cao cấp. Trước khi vào chi tiết các phần thì xin mời các bạn chúng ta sẽ khám phá một phần khung trước xem là thiết kế của nó ra sao và hơi hướng như thế nào nhé. Về chiếc xe của Leopard Twitter, mã là Leopard, thì vẫn sử dụng đó là chiếc khung với bản to khỏe, với hơi hướng vì nó là chiếc Leopard, với đúng cái tên tiếng Anh của nó thì nó hơi có sự độ chồm lên như một con báo đang chồm vậy. Đấy, thì là về tem thì chiếc Twitter này vẫn đang sử dụng đó là tem phản quang, mẫu tem mới nhất bây giờ. Thì tem này là sẽ phát sáng vào buổi tối đấy các bạn. Tem 7 màu. Khung thì được làm đó là chất liệu carbon 18K. Dây đang được đi là dây âm sườn. Tất nhiên rồi, chiếc xe cao cấp nhỉ thì thường rất là dây sẽ được đi âm sườn. Chiếc hôm nay chúng ta review đó chính là chiếc xe có khung là size 17. Size khung là 17. Đây các bạn có thể xem, bạn có thể xem ở đây. Size khung xe 17 và tôi thích cái phần phía sau này của chiếc Leopard. Nó làm hơi khác so với những các hãng khác. Đó chính là một thiết kế rất hiện đại và châu Âu. Nó có độ dẹt ở đây và ôm sát lấy cái bánh vòng cung này, ôm sát lên chiếc bánh làm cho chiếc xe này nó khỏe hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ lên phần đầu một chút nhỉ. Phần dàn đầu của chiếc Twitter Leopard này hiện tại là đang sử dụng đó chính là ghi đông và cốt tăng là sử dụng tại hãng của Twitter luôn, sản xuất hãng Twitter luôn. Đây là cốt tăng và ghi đông nhôm. Chén cổ là chén cổ vân carbon nha các bạn, chén cổ carbon. Nhẫn cổ carbon, còn phần cổ phốt thì đang sử dụng bạc đạn của Twitter luôn, của hãng Twitter sản xuất luôn. Tay nắm là tay nắm da của Twitter, khá là êm đấy, rất là êm và chắc chắn, không có độ. Khi các bạn đạp vào mùa hè thì có mồ hôi, nhưng con này thì có lẽ nó sẽ thấm mồ hôi tốt cho các bạn. Về bộ số của con Twitter này thì đang sử dụng đó chính là bộ số Shimano Deore XT, mã là M8000, mã là M8000. Đây là bộ số Shimano của sản xuất của Japan, mã là M8000. Phanh dầu Shimano rất là nhẹ.
Cái bộ số này thì tôi bật mí cho các bạn một chút, đó là cái bộ số này thì các bạn có nhiều chế chức, nhiều kiểu để bấm. Ví dụ bấm lên thì sử dụng là bấm vào này, nhưng các bạn xuống thì có thể gạt này, có thể bấm vào cũng có thể xuống được. Hai kiểu đây ạ, tôi đang xuống và xuống đấy ạ. Đấy, thì đấy là cái khác biệt của bộ số Shimano Delray XT M8000. Xuống phía dưới một chút về phần mặt trước của chiếc Cheater này thì vẫn sử dụng nó là tem phản quang phía trước. Đây là phần sơn nha các bạn, sơn tĩnh điện, tem 7 màu. Chiếc càng trước của Cheater là sử dụng càng nhôm, đây là hợp kim nhôm, hai hợp kim nhôm, càng hơi, có khóa thụt trước. Đây là khóa thụt, đây là phần càng hơi, tôi sẽ thử độ nhún của nó xem nhé. Càng công nghệ mới đó, càng hơi đó. Đây tôi đang để chế độ khóa, tôi sẽ để chế độ nhún. Rất là êm. Êm hơn rất nhiều so với càng dầu đấy các bạn. Độ nhún đâu đó rơi khoảng 10cm. Độ nhún sâu nếu mà tôi đứng ở đây nhún thôi. Còn tất nhiên là khi các bạn đi vào các đường đồi núi sóc thì nó sẽ có độ nhún tốt hơn nữa. Xuống một dưới một chút nữa chúng ta xem Meyer của chiếc này nào. Meyer của chiếc Twister Leopard 2.0 bản 2019 đang sử dụng vẫn là của hãng Retropec. Meyer nhôm Retropec chạy bạc đạn. Một trong những hãng mà Twister ký kết làm tất cả các phụ tùng và linh kiện đảm bảo chất lượng của Twister. Vành con này đang sử dụng đó chính là vành 27,5 nhôm 3 lớp. Có khuyên nan hoa nha các bạn, có khuyên nan hoa, chân inox. Sử dụng lốp Kenda 27,5 nhân với 1.95. Phanh đĩa trước và sau thì vẫn là phanh đĩa dầu. Phanh đĩa dầu sử dụng của bộ phanh đĩa của Shimano. Chúng ta về phần sau tiếp xem là có gì khác nữa nhé. Chúng ta có gì ở đây nào. Đây thì nó là full group. Đây là gạt đề trước Delray XT. Đây là một trong những bản cao cấp chính hãng của Shimano Japan. Trục là sử dụng đùi đĩa của Retropec, trục rỗng. Con này đang sử dụng là, xem nó là răng bao nhiêu tê đây, 42, đĩa to là 42 tê nha các bạn. 3 phần đĩa trước. Về cọc yên thì nó là cọc yên nhôm của Cheater, yên da mềm của Cheater. Bê đan sử dụng là bê đan của Neko, bê đan nhôm Neko. Chúng ta xuống về phần sau một chút. Về phần sau thì Meyer vẫn chạy là Meyer của Retropec, bạc đạn nhôm đảm bảo chất lượng. Vành thì vẫn là vành nhôm 3 lớp, có khuyên lớp Kenda. Đây là phần lưu ý này. Đây là bộ số Shimano Delray XT M8000. Bộ số này phiên bản mới nhất nó sẽ có thêm một phần, đấy là nút khóa. Các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Đây là on này. Đấy, nút khóa này với mục đích là khi các bạn đổ đèo hay gì, các bạn để vào chế độ on, con này ở mức khóa, mức chế độ mở thì nó sẽ chống giật cái phần này cho các bạn đây. Các bạn khi mà nhảy đồi núi thì nó sẽ không bị giật. Còn khi tôi để ở chế độ bình thường như các mã củ đề thấp hơn thì nó là chế độ này, thì các bạn có thể thu vào như thế này được. Thì đây là một trong những công nghệ mới của Shimano. Nó giúp cho các bạn đổ đèo hay là đi đường đồi núi sắp đảm bảo cho xích lít của chúng ta không bị đập vào cái phần khung này, gây ra hỏng hay là cong cái củ đề này. Đó, đây là một cái phần mới. Ngoài ra thì cũng là dùng lip của Shimano rồi, lip to là 40T. Còn lip nhỏ thì là 10, đây tôi nhìn không rõ, 11T. Con này sử dụng là 2, 4, 6, 8, 10, 11 lip các bạn. 11 lip sử dụng xích của IBN. Xích của IBN, lip của Shimano 11 tầng. 11 và 44.
củ đề Shimano TX, Rail Re TX. Trọng lượng theo thông số của nhà máy nó rơi khoảng 10 kg, con này là 10 cân. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là bộ số nó hoạt động ra sao nhá, xem có ok không nhá. Đây là một trong những chiếc xe tải cao. Bạn video quay vào trong phần clip là tôi sẽ thử xem là rất là êm đấy, mới quay thôi đã thích rồi. Đĩa to này đảm bảo cho các bạn là leo đồi núi thoải mái nhé. Đây là một trong những bộ số cao cấp rồi, thì gần như là chúng ta chạy rất là nuột. Ngoài ra tôi phát hiện ra cái đoạn này mà tôi đang sử dụng của DLD, đây anh có thể quay vào đây, DLD XT chạy bấm rất là thích vì nó có thêm một cái phần vân đây. Đây là mã riêng biệt của M7000 nhé. Bạn bấm rất là chắc tay, không có cảm giác ví dụ chúng ta chạy có mồ hôi ấy, nó không có độ trơn đấy. Và cái này tôi cũng rất thích cái phần này, lúc đầu tôi đã nói rồi, các bạn có thể gạt vào cũng được để xuống số hoặc ấn vào cũng được, tiện khi mà tay nào mình có thể sử dụng được. Đây là sự khác biệt của DLD XT M8000 so với các mã thấp hơn. Như vậy là chúng ta vừa mới đi qua và review tất cả toàn bộ các phần chi tiết của chiếc Fisher Leopard mới nhất bản 2019 với khung full carbon 18K cộng với một số cao cấp DLD M8000 của Japan, với mức giá nó chỉ trên 10 triệu đồng, thì đây là một chiếc đáng để các bạn quan tâm và rất là giá rất là hời cho các bạn mua trong cái thời điểm hiện tại mà F3 đang có một trong những mẫu mới nhất. Thì để xem cái chi tiết về mức giá thì tôi sẽ các bạn hãy vào link website của tôi là xedaphr.net để xem chi tiết về cấu hình cũng như là về giá của tôi cập nhật ở trên website là đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong một buổi video tiếp theo.